Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn vẽ cái cơ cấu clip trong cái trục khiếu chuyển động này. Chúng ta có phi 5 này. Sử dụng chỉnh nhạc cao này.
sẽ xử lý được nhiều việc khác nhau. Thiết bị chúng ta sử dụng nó luôn biến đổi, chúng ta tính toán nó phù hợp, cái ngôn ngữ nó không phù hợp nữa, ta không sử dụng được. Không hiểu tại sao nó có quảng cáo hay không có quảng cáo. Ở đây quay à? Mang hủ giỏi đấy.
Mẹ nhầm. Đâu, mỗi cho băng nhảy ra. Giờ băng ra nói nè.
Trông giống iPhone rồi nhé. Nào cô nào.